Độc hành thiên hạ tập 60 Từng kiến vô bảo có uy năng hùng mạnh cực đoan bị tiêu hủy đi. Tất cả uy năng trong thái dương chân hỏa trở thành tài liệu nguyên thủy nhất. Hủy đi nhiều vô bảo như vậy, Diệp Húc lại không thể không cảm thấy tiếc nuối. giơ tay triệu hồi những tài liệu bị đốt ra, thầm nghĩ. Đục lại những vô bảo đó, luyện chế cầu đỉnh, chất lượng chắc chắn phải hơn cầu đỉnh trước đây gấp trăm lần. Nhưng mà chỉ có thái dương chân hỏa cũng không thể hoàn toàn tẩy từ tạp chất được ta còn cần thái dương âm xích huyết thần diễm liên tục rèn luyện nữa kia hắn cái động tâm niệm thái âm xích huyết thần diễm trào ra từng ngọc lâu trên đỉnh đầu làm lạnh tài liệu nóng rực kia lập tức lại mang đám tài liệu đó đưa vào trong chân hỏa cứ như thế tất cả tài liệu trở nên nguyên chất như một thái dương chân hỏa trong hoa phòng phủ tăng so với của hắn còn tinh thuần hơn rất nhiều tài liệu sau khi rèn luyện rồi cũng còn nguyên chất hơn trước chất lượng được nâng cao trên diện rộng. Nhất thần phân hóa, cửu đỉnh cửu nguyên. Diệp Húc thẳng thân dựng lên, vận chuyển tâm pháp hạ ra trùng châu. Đôi tay biến hóa khôn lường, đánh ra đủ loại ấn pháp phủ văn, dung nhập vào bên trong tài liệu, đem những tài liệu đó luyện thành chín khẩu đỉnh phôi. Hắn đồng thời rèn chín khẩu đại đỉnh, do có dư lực, lại lấy ra hơn 10 kiện vũ bảo, đưa vào trong thái dương chân hỏa, lặp đi lặp lại rèn luyện. Sau đó, lấy tài liệu mà luyện chế chiết xuất ra, đưa tất cả đánh vào trong đỉnh, khiến cho cửu đỉnh thành hình. Đáng tiếc, trên còn hỏa rào lòng ta thu được kia đã bị cao thủ tiểu quang minh thánh địa ở trong đại mạc tây hoàng triệu tập ngọc thủ phật đà mà đánh chấn vỡ chết hết rồi. Nếu như không luyện chế chín cầu đại đỉnh này thì sẽ dễ hơn một ít. Hắn ta làm tan ước chừng hơn trăm kiện tài liệu mới hoàn toàn tạo ra cửu đỉnh. Nếu đã có người khác ở đó nhìn hắn phá hủy nhiều bảo vật tam thần cảnh như thế, chỉ để luyện chế ra chiến khẩu đan đỉnh tam đan cảnh, chắc chắn sẽ phải đắc đầu liên tục. Ngoài miệng dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng sẽ mắng to, đây là một kẻ phá gia chi tử. Qua thật lâu sau, cựu đỉnh cuối cùng cũng hoàn toàn định hình, thậm chí cả thái dương trần hỏa trong hoa phủ tang cũng không thể đốt chảy. Chỉ thấy cựu đỉnh âm ầm rơi xuống đất, rơi vào trong thái dương trần hỏa, làm cho bông hoa phủ tang này rung lên dữ dội. Này cũng là vì cựu đỉnh dung nhập nhiều tài liệu như vậy. Chỉ một khẩu đại đỉnh thôi, trọng lượng đã vượt qua thưởng nhân, có thể tưởng tượng. So với kim kiều Diệp Húc đoạt được kia còn nặng hơn 10 lần. Bởi vậy mặc dù là bản thân Diệp Húc cũng không thể trông đỡ cựu đỉnh để cho chúng nó lơ lửng trong không trung. Một khẩu đại đỉnh này của ta có thể đẻ chết yến công thượng nhưng ta luyện hóa quá thuận tay mà quên chín khẩu đại đỉnh này nặng như thế. Quan trọng nhất là ta có thể tế chúng nó lên được hay không đây? Diệp Phúc sắc mặt có chút phát khổ ra, hắn chỉ lo luyện chế cửu đỉnh, không nghĩ tới làm cho đại đỉnh nặng kinh người như vậy, ngay cả chính hắn cũng không thể tế khởi ra được. Hắn kẽ động tâm niệm, chiến con sông Trần Quyền từ trong ngọc lâu lao ra, dừng ở trên cửu đỉnh, Trần Quyền không hề bị mất đi. Diệp Phúc thử nghiệm mãi, vẫn không thể tế khởi đại đỉnh, không khỏi có chút chán nản. Đã luyện chế cửu đỉnh rồi, tranh thủ đem tinh viên cùng gì là thiền địa tháp cũng luyện chế luôn một lần. Hắn đem vụ bảo và tài liệu đoạt được từ trong Thái ốc Khánh Sơn cùng với Kim Kiều và linh phủ của Ngụy Hiên đưa hết vào trong thái dương trần hỏa. Tình phiền mà đại chủ thiền tình đấu trận đồ cần, hắn đã luyện chế ra hơn 199 mặt, còn cần 166 mặt nữa đều là đủ rồi. Diệp Phúc tốn thời gian 3 ngày, điền luyện chế xong tất cả tình phiền, nhốt đánh tất cả vào trong trận đồ sau đó đi luyện chế gì là thiên địa tháp. Tài liệu mà di la thiên địa tháp cần còn nhiều hơn cả cầu đỉnh. Tòa tháp này giống chính là không phải chính, mà ta cũng không phải ta. Chất chứa trí thức bao hàm chính ma yêu tam đạo. Luyện chế lên rồi so với cầu đỉnh phức tạp hơn không biết bao nhiêu mà kể. Độ khó của luyện chế cũng cao hơn cầu đỉnh không biết bao nhiêu lần. Nó cùng với hơn trăm vạn trận pháp, phủ văn, hòa văn khác nhau. Phải biết rằng những trận pháp, phủ văn, hòa văn đó Diệp Húc mất gần một tháng mà hoàn thành hình thức ban đầu của dì là thiền địa tháp thì hắn lại mất gần hai tháng. Vì chuyện chế một kiện vô bảo mất đi ba tháng, loại chuyện này Diệp Húc vẫn là lần đầu tiên làm ra. thân hình của hắn rung lên, đại chủ thiền tình đấu trận đồ thoát thân mà ra, bay vào trong bảo tháp, chỉ thấy chủ thiền tình đấu lòng lành hiện ra ở phía trên bảo tháp, giống như là một vũ trụ thu nhỏ từ từ lưu chuyển. Dì là thiền địa tháp, sau khi thành hình lơ lửng giữa không trung cũng không có rời xuống mà là dựa vào uy năng bản thân khiến cho mình lơ lửng lên tòa bảo tháp này toàn thân vàng óng chỉ có ba tầng tuy rằng không cao nhưng hiền ra hơi cổ xưa dường như là ẩn chứa chí lý của thiền địa làm cho người ta có một cảm giác mênh mông mờ mịt Trong lượng của nó hơn hẳn cửu đỉnh mà diệp húc có thể dễ dàng tế khởi vùng một tiếng trong hoa phòng trong hoa phủ tang vô số thái dương chân hỏa ùn ùn kéo đến, bị tòa bảo tháp mới định hình này hút lên, ao ao tuôn vào bên trong thần tháp. Không chỉ có thái dương chân hỏa, thậm chí cả địa khí, linh khí, hoa phủ tang cùng ứng cũng bị tòa bảo tháp này hút hết đi. Dì là thiền địa tháp như một con thao thiết tham ăn, điên cuồng hút đi các loại linh lực trong hoa phủ tang. Và cái hô hấp qua đi, liền hút sạch cả chân hỏa, linh khí và địa khí. Bảo tháp vẫn chưa dừng lại, bắt đầu từ trong cây phủ tang hấp thụ những trần hỏa linh khí địa khí trong những bông hoa phủ tang khác. Diệp Phúc trố mắt ra nhìn, đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng lá thét ẩm ý, vội vàng đi ra khỏi bông hoa phủ tang này, tế khởi một kiện vô bảo, xuyên qua vô bảo và nguyên thần của mình nhìn, chỉ thấy bông hoa phủ tang này héo rũ, điều linh, hoa phòng dần dần thu nhỏ lại. Không xong, không xong, gây họa rồi. Hắn trong lòng không khỏi máy động, Hoa phủ tang với khoa phụ tộc mà nói có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt, không chỉ là tượng trưng cho khoa phụ tộc, hơn nữa còn là thánh địa tu luyện, thánh địa luyện bảo và là thánh địa luyện đan. Một bông hoa phủ tang bị hủy đi trong tay hắn, có thể nghĩ đến khoa phụ tộc sẽ đau xót như thế nào. Cửu thúc của khoa phụ mão ngơ ngác đứng ở ngoài hoa phòng, nhìn về phía xa xa, lẩm bẩm nói, đã xảy ra chuyện gì thế? Diệp Phúc cũng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên cây phủ tang từng bồng hoa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, héo rũ rồi tàn lụi đi. Có không ít tộc nhân khoa phụ đang tù luyện hoặc luyện bảo đều từ trong hoa phòng lao ra, ngơ ngác nhìn hết thảy xung quanh. Không sóng không sóng, cây ra họa lớn rồi. Diệp Bốc hoàn toàn không biết nói gì. Hắn vốn tưởng rằng chỉ hủy đi một bồng hoa phủ tang thôi. Không ký tới gì là thiên địa tháp lại ăn nhiều như vậy, hút đi quá nhiều thái dương chân hỏa, địa khí và linh khí. Trong nháy mắt, liền có gần trăm bông hoa phụ tàng bị hút cho héo rũ ra, cái này tương đương với hủy đi gần một trăm tòa thánh địa của khoa phụ tộc đấy. Hơn nữa, gì là thiên địa tháp còn đang không ngừng hút đi tình hòa của các bông hoa, tòa tháp này khẩu vị thật là lớn, năng lực cắn nuốt thật là kinh người. Chỉ thấy từng bông hoa điêu tản đi không ngừng lan tràn ra xa, dù bán ta đi cũng không đền nổi rồi. Diệp phúc vẻ mặt đau khổ, thật lâu không nói gì nữa. Qua thật lâu sau di đạt tiền địa tháp cuối cùng cũng ngừng cắn nuốt hoa quang chợt lóe hạ xuống trên đỉnh đầu của diệp húc đối diện ngọc lầu của hắn nhìn có vẻ thật thú vị tòa báo tháp này hình dạng giống hệt như mần thiền kim tháp ba tầng mà vũ sĩ đạt được thiền đạo truyền thừa ban thưởng xuống người không biết còn tưởng rằng diệp húc đạt được chính đạo truyền thừa trở thành phù sĩ chính đạo nhưng diệp húc lại không hề vui vẻ chút nào trong lòng hắn chỉ có một câu à nội nó gây họa rồi Hy vọng đám khoa phụ tộc kia không biết là ta làm ra. Cựu thuốc khoa phụ bão ho khăn một tiếng cao giọng nói. Chư vị, mau mau hỏi cây phủ tăng, đến tột cung đã đã xảy ra chuyện gì? Một đám khoa phụ tộc cong mông, dán lộ thai lên thần cây cẩn thận lắng nghe. Diệp Phúc cũng nghiêng tài lắng nghe. Trên cái thấy bên trong thần cây chuyển đến tiếng ong ong vang vang, giống như là một sinh linh đang nói một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, cáo trạng với đám khoa phụ tộc. Chỉ có điều là hắn nghe không hiểu mà thôi đợi khi hắn đứng thẳng dậy rồi thì chỉ thấy một đám khoa phụ tộc vây hắn lại sắc mặt đen giống như bị cháy xém Phủ tàng hoa nói chính là tiểu tử này luyện chế vu bảo làm hoa của chúng ta héo rũ bắt hắn bồi thường đi dẫn hắn đi gặp tộc trưởng nào chôn hắn dưới gốc cây làm phân bón cây đi nào đám khoa phụ tộc nhân châu đầu ké tai nghị luận cứu thúc của khoa phụ báo họ khăn một tiếng cao giọng nói chư vị vị tiểu ca này là bằng hữu của tiểu mã má mão mượn hoa phủ tàng của chúng ta để luyện chế vũ bảo, ta đã cho cậu ta có thể luyện bảo trong hoa phòng. Hóa ra là bằng hữu của tiểu mão mão sao? Nhiều qua phụ tộc im lặng một lát, xoay người rời đi cười mà nói. Nếu là bằng hữu thì thôi, dù sao qua không lâu nữa, hoa phụ tăng sẽ khôi phục nguyên khí tự nở ra thôi. Diệp Hục đứng yên tại chỗ, không nhịn được mà nói. Cầu thúc, tôi rút hết nguyên khí trong hoa phủ tăng của các ông, chẳng lẽ các ông không trách phạt tôi sao? Vị qua phụ già này nghi hoặc nói khoa phụ vì sao phải trách phạt bằng hữu của khoa phụ cơ chứ? Không, không đời nào. Diệp Phúc đứng im tại chỗ, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần được. Những khoa phụ tộc đó quả là những người đáng yêu nhất. Bọn họ bề ngoài thì thô lỗ, nhưng đội tâm không hề xấu. Bọn họ như là một trình thể vậy. Bạn và một vị khoa phụ trở thành bằng hữu. Tất cả khoa phụ tộc đều coi bạn là bằng hữu của bọn họ đấy. Đây chính là quan điểm đối nhân xử thế của bọn họ, cũng là phong cách xử sự, sự của bọn họ thuần phát, đơn giản và quy nhất. Cực đại nếu có kẻ trở thành kẻ thù của khoa phụ tộc, như vậy thì cực kỳ đáng sợ rồi. Hắn ta sẽ bị tất cả người của qua phụ tộc tấn công. Diệp Phúc nghĩ đến đây, không khỏi dùng mình một cái, lẩm bẩm nói. Khó trách, chủng tộc này có thể trở thành một trong những thế gia hùng mạnh, thậm chí còn có thể chống lại đồng hoàng gia, đánh cắp cây phủ tăng trong thang cốc, đứng sừng sững công đổ trong đầm lầy vân mộng. Đây là một chủng tộc vô cùng đoàn kết, bởi vì tâm tư đơn thuần, thế nên là bọn họ mới có thể đoàn kết lại một chỗ. Dù là đại phái như Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không thể đạt được cảnh giới chỉnh hợp như một đó được, mà những khoa phụ tộc này lại làm được như vậy. Ấn đức này của khoa phụ tộc ta sẽ kỳ nhớ trong lòng, tuy rằng hiện tại ta không thể đền đáp gì cho bọn họ, nhưng sau này nếu chủng tộc này có chuyện, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mà kệ. Diệp Phúc thẩm nghĩ trong lòng như thế. Hắn ta lại đi vào trong khoa phòng, định khổ tu ở nơi này bột hồi, nâng cao cảnh giới bản thân. Phát hiện trong khoa phòng, từng tia từng thợi, thái dương chân hỏa, linh khí và địa khí đang dần dần khôi phục, không khỏi thở phào một hơi. Chỉ cần qua không lâu sau, những bông hoa phủ tàng đó sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh. Di là Thiên địa tháp của hắn cũng không hủy toàn bộ những bông hoa phủ tàng đó đi. Sau khi luyện thành di la thiên địa tháp, đã xuất hiện dị tượng như thế. Trong tất cả những vụ bảo ta luyện chế, đây cũng là lần đầu tiên không biết kiện phù bảo này có uy năng như thế nào. Diệp Phúc không nhịn được, muốn tế tòa bảo tháp này lên kiểm nghiệm một phen, nhưng cấm nghĩ một chút vẫn nhịn xuống. Nơi đây là thánh địa của khoa phụ tộc, vẫn nhất tổn hại cái gì, dù đám người khoa phụ không nói gì, hắn cũng ai nấy trong lòng đấy. Hiện giờ, ta luyện thành cửu đỉnh, trần nguyên củng cố, không biết hùng bi đã luyện xong đan dược chưa nữa. Diệp Phúc ý niệm giáng xuống ngọc lâu, chỉ thấy lúc này con hắc khủng kia đang ngâm mình trong ngọc hoa giao trì, chơi đùa cùng với can xài dao và hai tên nhóc kìm rác ngần rác. Lập tức bàn tay to chụp xuống dao trì rồi con gấu to này lên khỏi mặt nước. Lão ra, lão ra, đan dược đã luyện xong rồi, lần này tôi cũng không quan vụng gì đâu mà. Hùng Bi cuống quýt lấy ra hơn 30 bình ngọc cao cao, nửa người, giao cho Diệp Húc ôm ôm mà sợ hãi nói. Diệp Húc mở một bình ngọc ra, chỉ thấy bên trong óng ánh, từng viên linh dược nhỏ tầm đầu ngón tay đang bay lượn trong bình, không ngừng đụng vào thành bình, phát ra tiếng đình đình đàng đàng giòn vang. Những đàn dược đó chưa đựng dược lực cực kỳ khủng bố, so với đàn dược mà hắn ở trong trụ quang đại trận thù được, còn thượng thừa hơn, cùng với sinh sinh tạo hoa đan, dược lực còn một viên bằng cả mười viên đấy. Mà trong những bình ngọc đó, mỗi bình đều chứa tầm một trăm viên đan dược, tổng cộng lại ước chừng có hơn ba nghìn viên. Đôi một con gấu biết luyện đàn, quả thật là không tồi, cực kỳ có lời đấy. Diệp Phúc trong lòng mừng thầm, lấy được một bình ngọc ra, giao cho Hùng Bi, hòa nhã nói. Phách thiên, lão già cũng không phải loại người không biết điều, có sai phải phạt, có công ắt thưởng. Người luyện nhiều đan dược cho tan như vậy, bình ngọc này có một trăm viên đan dược, chính là thủ lao của ngươi, lấy đi chia cho bọn can xài giao đi. Hùng Bi vô cùng bừng rỡ, cuống quyết nhận lấy bình ngọc, ôm vào trong ngực, ưỡn ngực nghiêm mặt nói. Lão gia khẩu thiên địa hồng lâu kia cũng thưởng cho ngươi luôn. Diệp Phúc tâm tình không tệ, Phật Tài cười nói. Hùng Bi hớn hở cười tươi, Diệp Phúc cuộn lấy đám bình ngọc bay vào trong ngọc lâu đi ra ngoài, trực tiếp dừng trong hoa phòng, lập tức đánh vỡ một bình ngọc, chỉ thấy hơn trăm viên đan dược giống như là tiểu tình linh mọc cánh bay tới bay lùi trên không trung. Hắn há mồm hút một cái, trong hoa phòng giống như có thêm một cái hắc động, không khí gần như trong nhánh mắt bị hắn hút khô, tất cả đan dược đều rơi vào trong miệng của hắn, nháy mắt mà bị luyện hóa. Dược lực mênh mông vô tận ào ào tuôn ra quanh thân hắn, lập tức bị gì là thiền hỗn quyền chân kinh luyện hóa, khiến tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh. Qua vài canh giờ, hắn mới luyện hóa hết tất cả dược lực, chân nguyên bình bồng hạ xuống trong cửu đỉnh, dung nhập vào trong dòng sông chân nguyên. Giờ phút này, dòng sông chân nguyên của hắn lớn hơn không ít so với ban đầu, ở trong đỉnh không ngừng sung đáng. Nếu là cửu đỉnh trước đây, chân nguyên khổng lồ như thế, hơn phần nửa sẽ làm cửu đỉnh đất vỡ ra, mà hiện giờ chiến cầu đại đỉnh mới luyện chế lại vững vàng như thái sơn lù lù bất động hắn không chỉ có bổ sung trần nguyên mất đi mấy ngày nay tu vi lại tịnh tiến thêm giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh đan đỉnh cửu phẩm tích lũy vô cùng thầm hậu gần bằng tích lũy của người cùng cấp khác khổ tu mấy năm trời mà hắn chỉ mất có vài canh giờ mà thôi thí dụ như đám người cùng ngọc nương lý tu anh thì bọn họ tu luyện đến đan đỉnh cửu phẩm cần biết quan vài năm tích lũy trần nguyên đến trạng thái đỉnh phong sau đó tiếp tục tìm kiếm linh mạch, dựa vào linh khí khổng lồ ở trong linh mạch, phá tan cửa khẩu, gừng luyện ảo đan, tiến vào trong ảo đan kỳ. Mà lúc này Diệp Húc lại không cần rườm rà tên như vậy, trực tiếp lấy dược lực của đan dược tăng lên tới đỉnh phong đan đỉnh cửu phẩm, đi đến trước cửa khẩu kia. Ngọc đừng bọn họ khi đột phá trên ảo đan kỳ, chỉ cần bấy điều nhất sai linh mạch mà tan đội tình quá thâm hậu, luyện hóa nhất thần phần hóa, cựu đỉnh cửu nguyên, khi đột phá cần một lượng linh khí quá thâm hậu. Đừng nói là nhất giai linh mạch, cho dù là nhị giai linh mạch cũng cần trên dưới 100 điều mới thành được. Nhưng mà tu luyện từng điều linh mạch một thật sự là quá chậm, vẫn là trực tiếp dùng tam giai linh mạch thì thoải mái hơn nhiều. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Diệp Phúc trực tiếp lấy ra một điều tam giai linh mạch. Điều linh mạch này bay lên không trung, hình thể mở ra hoàn toàn, giống như là một con dao lòng đỏ thẫm, thân hình dài chừng một cây số, thậm chí hoa phòng cũng không chứa được, đàn qua lộn lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá không mà đi. Còn muốn chạy sao? Diệp Phúc khá mồm hút vào một cái, giống như đốt lấy cầu vồng, một gụm nuốt luôn điều đinh mạch này vào trong bụng. Người trẻ tuổi ăn thật giỏi nha, so với ta còn ăn nhiều hơn đấy. Cầu thúc khoa phụ máu, lò đầu nhìn thoáng qua, hướng diệp húc giờ giơ ngón tay cái lề lên mà cười nói cậu ăn uống tốt như vậy thân thể nhất định rất cường tráng chớ lúc nào đó chúng ta so đấu nhỉ so đấu với ông ư buồn cười vì khoa phụ lão này một quyền liền đánh gãy xương của khoa phụ mão lúc này thân thể diệp húc còn chưa dũng mãnh được như khoa phụ mão nếu động thủ thì diệp húc dám chắc là mình sẽ bị lão già này một quyền đánh cho bẹp dí hắn làm ngơ chuyên tầm luyện hóa điều tam gia đinh mạch này Linh khí trong tam giai linh mạch vô cùng khủng bố. Nếu là trước đây, Diệp Húc mất hơn 10 ngày mới có thể là dùng một phần Nhưng lúc này đây, hắn cần dùng linh khí khủng bố trong linh mạch để mà khiến mình đột phá cửa khẩu. Bởi vậy toàn thân chấn động, chân vỡ điều linh mạch trong cơ thể này. Tất cả linh khí trong linh mạch trong nháy mắt bộc phát ra, bị hắn áp chế lại, liều mạng luyện hóa, hóa thành chân nguyên cuồn cuộn, điên cuồng tuôn vào trong chín khẩu đại đỉnh. Bên trong Kiều đỉnh, lập tức chuyển đến tiếng sóng đánh ra, âm to vang dội, giống như cơn bão cuồn cuộn nổi lên trong biển rộng. Một điều tam giai linh mạch cũng không đủ để tạo phá tan cửa khẩu. Diệp Hục há mồm phun ra một ngụm trọc khí thật dài, lại lấy thêm một điều tam giai linh mạch ra, nuốt vào trong bụng, chấn vỡ, luyện hóa. Tiếng sóng đánh càng lúc càng lớn, thậm chí cả chiến khẩu đại đỉnh cũng bắt đầu rung rùng lên. Trần Nguyên của hắn, giờ phút này hùng hậu đến cực điểm, ở trong đỉnh tàn phá bừa bãi, thậm chí còn có thể lay động cả chiến khẩu đại đỉnh này. Cầu thúc khoa phụ mão thấy thế hoảng sợ. Tiểu tượng này liên tục ăn hai điều tam dài linh mạch so với ta còn ăn mạnh hơn đấy. Lấy tù vi và thực lực của ông ta, quả thật có thể nuốt vào một điều tam dài linh mạch, cần vài ngày mới có thể luyện hóa thành tu vi của bản thân. Nhưng liên tục nuốt hai điều thì có chút lãng phí. Điều khiến ông ta không ngờ chính là thân thể nhỏ bé này của Diệp Húc lại có thể cắn nuốt luyện hóa hai điều tam giai linh mạch một lúc. Đột nhiên trong nháy mắt, tất cả âm thanh biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Phúc chỉ còn nghe được tiếng tim đập của mình. Bên trong chiến khẩu đại đỉnh, dòng sông chân nguyên của hắn lúc này chiếm cứ thành một đoàn giống như một dòng ngân hà, từ từ chảy tới một điểm tròn trung tâm. Chân nguyên của hắn cuối cùng cũng đột phá cửa khẩu. Bên trong cầu đỉnh, dòng sông chân nguyên bắt đầu ngưng tụ thành một quả ảo đan. Giờ khắc này, hắn rút cuộc đã đột phá đến ảo đan nhất phẩm cái gọi là ảo đan kỳ cảnh giới cửu phẩm chính là phu sĩ tạo ra chín lần đột phá ngừng luyện chín lần ảo đan mỗi một lần ngừng luyện thành công theo chân nguyên tích lũy ảo đan sẽ nổ tung cần tích lũy lại hùng hậu hơn sau đó mới có thể lại đột phá thành ảo đan nhị phẩm mỗi một lần tan vỡ rồi lại ngừng tụ ảo đan sẽ vững chắc hơn mấy lần uy lực cũng hùng mạnh thêm mấy lần sau cửu phá cửu ngưng thứ ngừng tụ ra không phải là ảo đan nữa mà là nguyên đan chân chính của vũ sĩ cái gọi là cửu chuyển đan thành chính là ý này vũ sĩ ảo đan kỳ trải qua cửu phá cửu ngưng đạt thành nguyên đan bất kể là tu vi hay thực lực hay là thọ nguyên đều tăng lên rất lớn qua hồi lâu chân nguyên của hắn cuối cùng cũng ngưng tụ hóa thành chín quả ảo đan ánh phẳng rực rỡ từ trong đỉnh dần dần dâng lên sặc rỡ loa mắt hào quang thậm chí bắn xuyên qua hoa phòng ra bên ngoài từ xa xa nhìn lại, trong bông hoa màu nâu non nớt này bắn ra từng luồng kim quang giống như một quả cầu vàng thật lớn, kim quang trói sáng bắn ra chừng hơn 10 dặm. Trên quả ảo đan này ngừng tụ thành công, Diệp Búc thậm chí có thể cảm nhận được bên trong thân thể của mình bắt đầu dần dần trẻ lại. Cũng không phải hắn thật sự trẻ lại, mà là do tuổi thọ tăng lên nên tạo thành ảo giác. Theo ảo đan ngưng tụ, thọ nguyên của hắn cũng bắt đầu từ từ tăng lên thậm chí hai mắt của hắn cũng không còn là một mảnh tối tăm nữa. Trước mắt mờ mờ, có thể nhìn đến một chút ánh sáng chớp động. Đây chính là tu vi của hắn tăng lên, dần dần có thể khống chế ầm dường nhị khí, làm cho phụ tải thân thể dần dần giảm bớt. Còn chưa đủ, ta muốn một lần nữa khỏi mắt ta, nếu như không còn, không biết đến bao giờ, phải làm kẻ mù lòa bao lâu nữa đây. Diệp Phúc lại đánh vỡ hai bình ngọc, hơn hai trăm viên đan dược lại bay lượn đầy trời lại bị hắn dùng một hơi hút hết vào trong bụng. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, dược lực hóa thành chân nguyên điên cuồng tuôn vào trong chín quả ảo đan, lập tức làm cho chín quả ảo đan này đầy đầy mà nổ tung ra. Lúc này, ảo đan nổ ra, hóa thành dòng sông chân nguyên to lớn so với vừa rồi, dài hơn nặng hơn không biết mấy lần. Năng lượng bộc phát ra trong nháy mắt, thậm chí còn tấn công cho chín khẩu đại đỉnh trùng lên không ngớt. Đây là chỗ nguy hiểm nhất khi vụ sĩ ảo đan kỳ tù luyện nếu không có đan đỉnh tốt nhất thì chỉ cần ảo đan nổ tung tạo ra công kích liền có thể chấn nát đan đỉnh tất cả vô sĩ đều tu vi hóa thành hư không diệp húc nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi sợ hãi may mà chiến khẩu đại đỉnh ta tu luyện từ trước đã bị học phủ phật đà của cao thủ tiểu quang bình thánh địa đánh vỡ nếu không hôm nay ta ngừng luyện ảo đan chỉ sợ sẽ là đại kiếp nạn của ta chiến khẩu đại đỉnh kia chắc chắn sẽ bị vỡ vụn ra biến ta thành một phế nhân con đường tu luyện của vũ sĩ như là một miếng băng mỏng, đi nhầm một bước, thậm chí có thể vong mạng. Hiện giờ Diệp Húc đã cảm nhận được rõ ràng tính chính xác của những lời này. Cũng may, chiến khẩu đan đỉnh hắn mới luyện chế này, chất lượng tốt hơn chiến khẩu cũ kia không biết bao nhiêu lần mà kể, đủ để cho hắn bình an vượt qua ảo đan kỳ. Cầu thúc, Diệp Đạo Đệ còn đang tu luyện sao? Hoa phủ mạo đi đến, thò đầu nhìn vào trong hoa phòng, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng làm cho anh ta phải hoảng sợ chỉ thấy diệp phúc tế khởi hơn 200 điều nhị dài linh mạch. Hơn 200 điều linh mạch này chen chúc trong hoa phòng giống như là một đám rào lòng trắng cùng đen chen chúc một chỗ. Sau đó, hắn há mồm hút một cái, hơn trăm điều linh mạch lại bị hắn một ngụm nuốt hết. Một ngụm liền ăn hơn 200 điều nhị dài linh mạch. Khoa phụ mão trợn to con mắt, lẩm bẩm nói, tên này là thao thiết sao? Chẳng lẽ cậu ta không sợ, không tiêu hóa nổi sao? Ta đã thấy, nhưng không ngạc nhiên, Lão khoa phụ bên cạnh mồm ôm ôm nói, mấy ngày nay ta thấy nhiều lần rồi, không có gì đáng ngại cả. Bên trong hoa phòng truyền đến tiếng nổ như trời sụp đất nứt, loại tiếng vang này như biển rộng trong ngược lên, hung hăng đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng vang long trời lở đất. Hoa phụ mão nghiêng tai lắng nghe, liền biết loại âm thanh này là chân nguyên vô cùng hùng hậu của Diệp Húc đang điên cuồng đánh tan đại đỉnh. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, loại tiếng vang này vô bảo trấn giáo đều sẽ bị đánh cho dập nát. Thậm chí vô bảo thuần dương mà cao thủ tam dương cảnh luyện chế cũng không chống được bao nhiêu lâu, đều sẽ bị đánh vỡ. Nếu huyện đàn đổ tung, vô bảo thuần dương cũng sẽ bị chấn nát. Không ngờ đan đỉnh của cậu ta còn có thể chịu được. Xem ra bảo vật Diệp Huỳnh Đệ luyện chế đoạn thời gian trước có chất lượng không tệ, khó tranh có thể hút hết cả hơn mấy trăm bông hoa phủ tang. Anh ta cũng không biết, thứ hút hết nguyên khí hoa phủ tang chính là một món vô bảo khác chỉ nghĩ là dị trạng do đan đỉnh Diệp Húc luyện chế tạo thành hơn nữa hắn ta cũng không biết Diệp Húc có chiến khẩu đan đỉnh luyện chín dòng sông chân nguyên ngừng luyện chín quả huyện đan qua hồi lâu tiếng ẩm vang dần dần tán đi lại có từng luồng kim quang từ trong hoa phòng bắn ra đây là dấu hiệu khi huyện đan ngừng tụ thành hoa phòng mở ra Diệp Húc từ bên trong đi ra ánh mắt như sao trời lóe sáng rực rỡ ở trong tay của hắn chiến khẩu đan đỉnh nhỏ tầm nắm tay không ngừng pha và đụng vào nhau, phát và ra tiếng đình đình đàng đàng. Chiến khẩu đan đỉnh này sau khi được hắn thế luyện rồi thu nhỏ lại bằng nắm tay, mỗi một lần đụng vào nhau liền có hai khẩu dung hợp để làm một, mà huyện đan trong đan đỉnh này thì hai cái cuốn quanh, xoay quanh đối phương chạy không ngừng, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như là hai con quay đang xoay tròn lẫn nhau. Qua trong nhánh mắt, khẩu đại đỉnh này lại tách ra thành hai khẩu, cầu đỉnh không ngừng va đập, dùng nhập, tách ra, rất là thú vị chiến khẩu đại đỉnh này cũng không phải do hắn dùng lực lượng thân thể cầm trong tay, mà là tu vi của hắn lần đầu tiên vượt xa lực lượng thân thể, dùng tu vi để tế cửu đỉnh lên. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Ây già, lão đệ, mắt của đệ khỏi chưa đây? Hoa phụ mão vội vàng bước lên trước, cẩn thận đánh giá, vui vẻ nói. Diệp Phúc lắc đầu cười nói thì lực tốt không còn như ban đầu nữa. Ở xa vẫn không thấy rõ, nhưng uy lực của âm dương nhị khí để đã có thể phát huy ra bảy tám phần. Hơn nữa, cũng sẽ không làm tổn thương tới con mắt của đệ nữa. Chắc không lâu nữa đâu, chỉ cần có thể phát huy ra uy lực của âm dương nhị khí ra mười thành, thị lực sẽ khôi phục thôi. Âm dương nhị khí, nguyên chém thần thể, không biết bảy tám phần uy lực có thể phá vỡ thần thể đại can khôn vù đồ của ta không? Khoa phụ mạo nóng lòng muốn thử cười mà nói. Diệp Hung cũng tò mò về uy lực âm dương nhị khí. Trước giờ hắn chỉ dựa vào uy năng của bản thân, âm dương nhị khí để mà giao phòng với đối thủ. Lúc này là lần đầu tiên đủ tu vi để phát huy ra uy lực của hai luồng linh khí này. Cầu thúc ở một bên trợn trắng mắt, hiển nhiên biết uy lực của âm dương nhị khí, thầm nói. Âm dương nhị khí uy lực bảy tám phần, sắp gì có thể phá vỡ thân thể của ta. Tiểu mã má mão chắc chắn phải đi gặp Minh Nguyệt rồi, lần này nó sẽ nằm lâu đấy ông ta cũng không nói cho khoa phụ mão suy nghĩ của mình cười ha ha đứng một bên chờ xem kịch vui khoa phụ mão liếc ông ta một cái không khỏi hoài nghi hắn ta tùy thổ lỗ nhưng cũng có mặt cẩn thận của mình nhất là bên người đều là khoa phụ thổ lỗ nếu không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng sẽ bị những tên thổ lỗ đó đùa cho tàn phế với chuyện này hắn ta đã có bài học sườn máu từ lâu này lão đệ cậu thấy âm giường dị khí lên ta lấy tay sờ thử xem thế nào nào Diệp Phúc khẽ động tầm niệm, âm dương nhị khí từ trong mắt của hắn bắn thẳng ra, giống như hai đạo ánh sáng, tốc độ cực kỳ nhanh, hắn có thể khống chế hai đạo linh khí này thành bất cứ hình dáng gì. Muốn sao được vậy, độ sắc bén cũng hơn xa trước đây. Nếu Úc Khánh Sơn sống lại, dù có hàng ngàn hàng vạn bảo vật trong tay, cũng không thể chống lại ta. Một chiêu chỉ cần một chiêu thôi, hắn ta sẽ bị âm dương nhị khí của ta cắt thành hai nửa. Hoa phụ mão giờ tay cẩn thận sờ một cái, thật lập tức bàn tay đứt ra, lộ ra một miệng vết thương to đùng, máu tươi đầm đìa chảy ra, xoay người cả giận mà nói. Này cậu thúc, thúc nhìn, thúc nhìn đi, chảy máu thật rồi này. Đàn ông chảy máu không rời lệ, chảy máu liền mới có lợi cho cháu sau này đấy. Lão khoa phụ dùng một vài công ngụy biện mà người thường có thể lý giải được để an ủi hắn. Hướng Diệp Phúc cười cười nói, này tiểu tử kia, hiện giờ tu vi của người như thế nào rồi? Là huyện đan ngũ phẩm ạ. À. Diệp Phúc thu hồi âm dương nhị khí cười khổ mà nói. Cháu ăn gần ba nghìn viên linh đan, luyện hóa hơn 10 điều tam giai linh mạch, 200 điều nhị giai linh mạch mà chỉ tu luyện đến huyện đàn ngũ phẩm, tiêu xài hết tất cả những gì cháu tích trữ rồi. Người mới đến vần mộng nửa năm, tu luyện đến huyện đàn ngũ phẩm đã không chậm rồi. Nhưng mà tu vi của người so với phù sĩ ngang cấp, thầm hậu hơn không biết bao nhiêu bà kể. Huyện đàn kỳ liền tiêu tốn nhiều bảo vật như vậy tu luyện đến cảnh giới sau này thì càng cần nhiều bảo vật hơn, không biết môn phái nào mới có thể nuôi được người đây. Lão khoa phụ thở dài nói, người cái tên tham ăn này nếu tu luyện đến tam dương cảnh thì tam thần cảnh, khoa phụ tộc ta cũng không nuôi nổi người, phòng trường môn phái của người cũng không nuôi nổi người đâu. Diệp Phúc hoàn toàn không quan tâm, hắn nắm giữ kho báo tây hoàng, hơn nữa lại là phong chủ quan tình phòng, có bảy tòa vô hồn giới tám tầng của cải bên trong nhiều vô cùng, có thể cung cấp cho mình tù luyện đến tam thần cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Nhất là kho báo Tây Hoàng, kho báo mà Vu Hoàng kiến tạo này. Khi nhiều cao thủ mở ra Nam Thiên Môn, những bảo vật này từ trong đó bay ra cũng chỉ là một sợi lồng trầu bé tí mà thôi. Nhưng mà những thứ như là linh mạch vẫn phải đi cướp đoạt, còn có linh dược, linh đan cùng với những tài liệu cấp cao cần để luyện chế vũ bảo nữa chứ. Diệp Phúc tính toán một chút, bản thân của mình bây giờ còn không thể an tâm tu luyện, Ngọc lâu của hắn hiện giờ vẫn là tịch nhiên đầu xuất bạch ngọc lâu bốn tầng, không có tiếp tục thăng lên. Mà ngọc lâu cũng là thứ biết ăn linh mạch đấy, ăn tham không kém gì diệp húc, bởi vậy số lượng linh mạch hắn còn xa mới đủ. Không chỉ như vậy, cầu đỉnh hắn vừa mới luyện chế, tuy là đủ dùng cho trước mắt, nhưng hắn vẫn không phải không ngừng nâng cao tu vi chất lượng cầu đỉnh. Chín khẩu đại đỉnh này, với hắn mà nói, cũng không phải là loại đan đỉnh vô cùng đơn giản, mà là một bộ trọng bảo có thể biến ra chiều thức mạnh nhất bởi vậy cần không ngừng nâng cao uy năng của cửu đỉnh lên còn có gì là thiền địa tháp tọa bảo tháp này hiện tại có ba tầng cũng rất cần nhiều tài liệu đấy con đường tu hành dài đăng đẵng ta phải cướp đoạt xung quanh đúng rồi hữu tài huynh vừa rồi huynh nói vu bảo thuần dương đó là bảo vật gì vậy diệp phúc đột nhiên nhớ tới khi mình tu luyện khoa phụ mão từng nhắc tới vu bảo thuần dương khiến cho hắn không khỏi lưu tầm đến thuần dương chi bảo là vũ bảo hơn hẳn cấp trấn giáo. Khoa phụ bảo cười nói, vũ bảo cấp trấn giáo là một cách gọi, kỳ thật vũ bảo mà cao thủ tam đàn cảnh luyện chế đã có thể gọi là cấp trấn giáo. Chẳng qua chỉ là loại cấp thấp nhất, Vũ bảo vũ sĩ tam thai cảnh luyện chế cũng có thể gọi là vũ bảo cấp trấn giáo. Còn vũ bảo cấp trấn giáo, uy lực có thể tăng gấp trăm lần, ngàn lần, thậm chí vạn lần vũ bảo trấn giáo khác. Đây là bởi vì cảnh giới người luyện chế khác nhau, chỉ sử dụng tài liệu khác nhau, vì lực cũng có sự khác biệt. Vũ sĩ có tù vì tới tam dương cảnh, luyện chế vũ bảo, tính chất liền thay đổi đi rồi. Lão khoa phụ đứng bên cạnh cười nói, vũ bảo thuần dương là bảo vật mà vũ sĩ tam dương cảnh mới có thể luyện chế, cũng có cửu phẩm. Mỗi lần cùng chủ nhân vượt qua một lần sát khí tẩy lễ, liền tăng lên một phẩm, vượt qua chín loại sát khí tẩy lễ, đó chính là thuần dương chỉ bảo. Vũ sĩ tù luyện đến tam thần cảnh, đó là đại vu, luyện chế nguyên thần chỉ bảo tam tương cảnh đại vù luyện chế chính là tam tương chỉ bảo tam bất diệt cảnh đại vù luyện chế chính là bất diệt chỉ bảo tam hoàng cảnh vù hoàng luyện chế chính là cấm bảo nhưng vũ sĩ tu luyện đến tam bất diệt cảnh thì chính là truyền thuyết rồi nhưng vũ sĩ ở cảnh giới này cực kỳ ít mà tam vu hoàng cảnh sau đó lại chính là thần thoại nếu như xuất hiện một vị vu hoàng vậy đó chính là vô địch thế gian nghe nói trên vù hoàng còn có cảnh giới khác có thể vấn đỉnh thiên đế. Đáng tiếc, loại nhân vật thần thoại này vạn năm trăm ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua một ai. Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ. Hiện tại hắn mới tu luyện đến tam đan cảnh. Khoảng cách đến các cảnh giới sau không phải lớn bình thường đâu. Tam nguyên cảnh, tam chân cảnh, tam đan cảnh, tam thải cảnh, tam dương cảnh, tam thần cảnh, tam tường cảnh, tam biết diệt cảnh, tam hoàng cảnh, tương ứng với ngọc lâu 9 tầng, bảo tháp 9 tầng, như vậy cảnh giới thiên đế đến tột cùng là ở đâu? Chẳng lẽ bọn họ siêu thoát rồi, không bị vu pháp và ngọc lâu hoặc là bảo tháp cung cấp khống chế nữa sao? Diệp Phúc suy nghĩ một chút, liền tóm tắt các loại cảnh giới đến loại thiên đế kia. Hồng hoang vũ trụ sâu không lường được, không thể đo lường, khủng bố vô song. Đây là một loại cảnh giới không phải người, siêu thoát khỏi tầm pháp thiên đạo, cũng tức là siêu thoát ra khỏi sự khống chế của thiên đạo, đã tới độ cao không thể tưởng tượng được. Này lão đệ, người tu luyện thời gian dài như vậy, tu vi tiến nhanh, không bằng chúng ta xò đấu hả? Khoa phủ mão lại rục dịch, hà hà cười nói, nhưng mà ngươi không được dùng hai đạo âm dương nhị khí kia. Được rồi, Diệp Húc cười nói, hắn cũng muốn kiểm tra hiệu quả tu luyện trong thời gian này xem như thế nào. Nơi này là chỗ tu hành của khoa phụ tộc ta, chúng ta đi nơi khác. Khoa phụ mão mừng rỡ, nhảy đi phía trước như bay, lao nhanh đi. Diệp Húc cũng đi theo phía sau, chỉ thấy bọn họ trên gốc cây phủ tang vô cùng khổng lồ này đi được hơn mấy trăm dặm cuối cùng đi đến một nơi cực kỳ trống trải nơi này là nơi hội tụ của thần cây phủ tang đường khoa phụ tộc mở ra thành một bình thài rộng lớn trăm dặm có không hề ít khoa phụ đang đả tọa tu hành ở đây hoặc là so đấu với nhau kiểm nghiệm thực lực của bản thân khoa phụ mão giơ tay cắm phủ tang trượng xuống đất một luồng lực lượng toàn thân bốc lên trong cơ thể truyền tới từng đợt lôi âm 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 chấn vang thân hình hắn ta tăng vọt cao lên từng thước từng thước lục trường hắn ta cao hơn diệp húc gấp bội mà lúc này vận chuyển đại càn khôn phù đổ cấm pháp thân hình liền tăng lên hơn bởi thước một chân đã to bằng của diệp húc rồi nói rồi nha người không được dùng âm dương nhị khí đấy hắn chớp chớp mắt rào hoạt nói tiểu mã mão muốn dạy dỗ người sao một đám khoa phụ ào ào xông tới trong đó có một gã đại hán còn khôi ngô, hùng trắng hơn cả khoa phụ bão, cười ha ha mà nói. Tiểu tử này trưởng thành rồi, trước kia chỉ có thể bị chúng ta dạy bảo, hiện giờ cuối cùng cũng vùng lên rồi đấy. Mão thúc thúc cố lên, mão thúc thúc cố lên. Một đứa bé khoa phụ tộc, to sấp xỉ Diệp Húc, hồ to. Diệp Húc từ trong miệng không ít người, nghe qua tiếng tăm của khoa phụ tộc. Bộ tộc thế gia mạnh nhất vù hoàng. Khoa phụ tộc lấy sức mạnh đổi danh, có thể đặt song song với những thế gia cổ xưa như Đông Hoàng Hạ Gia, Hiền Viền Gia, cũng không hề kém đại phái ma đạo như Hoàng Tuyển Ma Tông. Nghe đồn rằng khoa phụ tộc, truy phong hàng ngày, lực lớn vô cùng, lực lượng đơn thuần, không có chủng tộc nào có thể sánh bằng. Từ rất lâu trước đây, hắn đã muốn kiến thức sức mạnh của khoa phụ tộc, hiện giờ cuối cùng cũng được như mong muốn. Nhưng đối diện với khoa phụ mão, lúc này hắn mới cảm thấy khủng bố, người khổng lồ cao hơn mười thước trước mắt này khi giờ thành nhấc chân đều kéo theo gió lốc cuồn cuộn có lực lượng có thể xé trời xé đất khủng bố hơn thân thể của diệp húc rất nhiều lực lượng của khoa phụ mão so với úc khánh sơn đã tu thành kim đan bất diệt thần kia còn mạnh hơn bao nhiêu lần lực lượng cùng cường độ thân thể gần như có quan hệ trực tiếp khoa phụ mão đã có lực lượng mạnh như thế đại biểu cho cường độ thân thể hắn ta cũng đạt tới trình độ kinh người hơn hẳn kim đan bất diệt thần của cựu truyền quyền công cuốn thứ ba đây là sức mạnh bản thân bộ tộc khoa phụ hơn nữa rèn luyện đại càn khôn vu đồ cấm pháp thì mới sản sinh ra người khổng lồ dũng mãnh như thế tiền thiên tiền hơn sao vô sĩ bình thường gấp trăm ngàn lần mặc dù có người có được thân thể tiền tiền mạnh mẽ như khoa phụ cũng có đại càn khôn vu đồ cấm pháp nhưng nếu không có cây phủ tang thì cũng không thể tu luyện đến loại trình độ khủng bố như bọn họ được chỉ có dị bảo cấm bảo như cây phủ tang mới có thể không ngừng cung cấp linh khí địa khí và thái dương chân hỏa dồi dào làm cho bọn họ rèn luyện thân thể tu luyện không ngừng diệp phúc chớp động ánh mắt không biết sau khi ta tu thành cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba thêm cả vạn kiếp vô lượng tâm kinh trừ thiên thập đạo có thể khiến cho thân thể dũng mãnh đến trình độ này hay không tu vi của khoa phụ bão chính là nguyên đan kỳ nếu diệp phúc luyện thành cửu chuyển nguyên công cuốn thứ ba chắc chắn cũng là nguyên đan kỳ nếu như có thể ngang bằng với khoa phụ mão như vậy hắn chính là vũ sĩ đầu tiên có thần thể có thể sánh với khoa phụ rồi hữu tài huynh hiện giờ tu vi của tôi tiến nhanh xưa đầu bằng nay chỉ cần huynh có thể chuyển được chiến khẩu đan đỉnh của tôi đây tôi mới có thể đọ sức với huynh được diệp húc khẽ động tâm niệm chiến khẩu đan đỉnh to bằng nắm tay đang đánh tới đánh lùi trong tay kia đột nhiên rời xuống mặt đất nhanh chóng tăng lớn lên giống như chiến ngọn núi nho nhỏ phát ra tiếng nổ ầm ầm chín khẩu đại đỉnh này nặng đến mức người khác khó có thể tưởng tượng được nếu không phải tu vì diệp húc tiến nhanh căn bản đừng hòng tế khởi chín khẩu đại đỉnh này được không phải là chín khẩu đại đỉnh thôi sao khoa phụ mạo bước nhanh lên phía trước cười mà nói cho dù là chín ngọn núi lớn ta cũng có thể dễ dàng vác lên vai hắn ta vươn bàn tay chộp tới một khẩu đại đỉnh trong đó hơi dùng sức lại không thể nhấc khẩu đàn đỉnh đó lên Xong mặt không khỏi đỏ bừng lập tức thi triển man lực cuối cùng nhấc khẩu đại đỉnh này lên một tay nâng qua đầu. Những khoa phụ tộc nhân khác thấy thế không khỏi hơi hơi biến sắc. Diệp Phúc đem chín khẩu đàn đỉnh nâng trong lòng bàn tay và đụng tới đuôi thoải mái như ý. Bọn họ vốn không có thể để ở trong lòng, chỉ nghĩ đến đó là vụ bảo bình thường thôi. Không nghĩ tới khoa phụ mão, cái tên đã luyện thành nguyên đan này lại phải dùng toàn lực mới có thể dờ một tòa đan đỉnh lên được. Chín khẩu đan đỉnh này chỉ sợ nặng đến đáng sợ, so với thuần dương chi bảo còn phải nặng hơn không ít lần đấy. Khoa phụ mão giơ một bàn tay khác ra, lại nắm lấy một khẩu đại đỉnh, giơ lên cao, phun ra một ngụm trọc khí. Diệp phúc không khỏi khâm phục thần lực của hắn ta. Nếu như đổi lại đà mình, dựa vào sức mạnh bản thân, tuyệt đối không thể giơ được một khẩu đan đỉnh lên, mà khoa phụ mão lại có thể nhấc được hai khẩu lên, thật làm cho hắn phải khâm phục. Hậu tài huynh thêm một khẩu nữa nào. Diệp phúc khẽ hồ một tiếng, lại có một khẩu đại đỉnh bay lên, hạ xuống trên hai khẩu đại đỉnh kia. Qua phụ mão sắc mặt hơi hơi đỏ lên, lập tức khôi phục nguyên trạng. Diệp Phục thấy thế, lại càng khâm phục hơn, tầm điểm khẽ động, từng khẩu đại đỉnh bay lên, lần lượt chồng lên, tất cả dừng trên đỉnh đầu qua phụ mão. Qua phụ mão quát lớn, hai tay bị những khẩu đại đỉnh này ép cho gom xuống, không thể mượn dùng lực lượng trên vai và lưng chống đỡ, xương cốt đều bị ép cho rung lên kéo kẹt, hai đầu gối run rẩy gần như không thể đứng vững được hắn khiêng tám khẩu đại đỉnh sắc mặt đỏ bừng chỉ thấy diệp húc tế khởi một khẩu đại đỉnh cuối cùng ép xuống vội văng quát lên một tiếng phù tang trượng dùng nhập thân ta chỉ thấy cây phủ tang trượng cắm trong đất kia vù một tiếng bay lên nhập vào trong huyệt khiếu trên thân thể của hắn lực lượng trong cơ thể khoa phụ mão lập tức tăng vọt lên thân thể đứng thẳng cố kháng trụ một khẩu đại đỉnh cuối cùng tiểu mã mão thua chắc rồi một vị trường giả khoa phụ tộc lắc đầu thở dài nói Mão thúc rõ ràng kiêng được chiến cầu đại đỉnh, vì sao lại thua chứ? Một tên thiếu niên khoa phụ tộc hiếu kỳ hỏi. Vị trưởng giả kia giải thích, cậu ta dùng lực lượng của phủ tăng trượng mới có thể khiêng hết được chiến cầu đại đỉnh, đã dùng hết toàn lực, mà thiếu niên kia lại chỉ đơn giản dùng cửu đỉnh để đè cậu ta. Nếu như hắn lấy trần nguyên thúc dục bộc phát ra uy năng của cửu đỉnh, tiểu mã mão còn có thể chịu được sao? Không tính không tính. Khoa phụ mão bỏ hết cửu đỉnh xuống cả giận nói ta muốn dùng một quyền một cước đống một trận dùng đan đỉnh đẻ ta thì không tính được diệp phúc hẹn động tâm chín khẩu đại đỉnh càng lúc càng nhỏ lại rơi vào trong tay của hắn cười mà nói một quyền một cước ư cũng được chờ ta một lát oanh 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 ở trong tay của hắn từng khẩu đan đỉnh va đụng dùng hợp lẫn nhau trong chớp mắt chín khẩu đại đỉnh cắn nuốt lẫn nhau chỉ còn lại một khẩu thôi lập tức có một luồng ủy năng làm người ta khiếp đảm bộc phát ra thiên địa quyên khí trong nháy mắt Lập tức bị trấn áp Thậm chí rất nhiều cao thủ trong khoa phụ tộc Cũng cảm giác được tù vi của mình Bị cầu đại đỉnh này trấn áp Trên quyền vận chuyển rất chậm chạp Và một tiếng Phụ tăng trưởng trong cơ thể khoa phụ mão Đột nhiên phá thể mà ra Cũng là bị áp lực của cầu đại đỉnh này cưỡng ép Bay trừ ra khỏi cơ thể Không chỉ có như thế Tù vi của hắn ta cũng bị trấn áp Nguyên đàn giống như đã chết rồi Yên lặng trong cơ thể không hề động đậy Chiến cầu đại đỉnh này hợp lại làm một uy năng tàn ra càng thêm lớn hơn trước, trấn áp tất cả. Ngay cả cao thủ nguyên đan kỳ, khoa phụ tộc cũng bị trấn áp tù vi. Cửu đỉnh hạ ra. Có không ít cao thủ khoa phụ tộc sắc mặt khẽ biến. Uy năng cửu đỉnh hạ ra khủng bố cực đoan, thuộc loại thượng thừa bên trong cấm bảo, thậm chí còn mạnh hơn cả cây phụ tăng. Chiến cầu đại đỉnh ở trong tay Diệp Húc lúc này rõ ràng là thứ phòng chế thôi, nhưng mà luồng uy năng phát ra này cũng đã có sơ hình của cửu đỉnh hạ ra tiểu tử thối, mì trời xấu quá. Khoa phụ mão suy sụp nâng tay nói, còn bà nó chứ, chính cái đỉnh này của mi quá biến thái. Đầu tiên trấn áp tu vi của ta, sau đó mới động thủ với ta, không đánh không đánh nữa, trừ phi người không được dùng cửu đỉnh. Anh ta ảo não phản phần, diễm phúc trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ. Cơn gỡ khoa phụ mão dưới sự trấn áp, khi cửu đỉnh hợp nhất lại vẫn có thể nâng tay. Cái này chứng minh thân thể của hắn ta hùng mạnh tới tình cảnh không thể tin nổi lực lượng thân thể đủ để đánh vỡ giữa chân áp vô hình của cửu đỉnh hợp nhất. Nếu ta muốn thắng hữu tài huynh, chỉ dùng cửu đỉnh tuyệt đối là không thể. Thân thể hắn ta quá mạnh, chỉ có cửu đỉnh hợp nhất mới có thể trấn trụ được. Nhưng muốn đả thương hắn ta, chỉ sợ có chút khó khăn. Ngoài trừ dùng âm dương nhị khí, thì chỉ có thể dùng gì là thiền địa tháp. Khó tranh, hữu tài huynh có thể đánh vỡ ngọc thủ Phật đà, cứu ta ra ngoài. Khoa phụ tộc quả nhiên là dũng mãnh, loại thân thể này không phải vũ sĩ bình thường có thể sánh bằng được. Diệp Húc không khỏi cảm tán không ngờ thế gian lại có chủng tộc dũng mãnh như vậy. Nếu không phải thân thể khoa phụ tộc quá nặng, không thể phi hành, chỉ sợ những khoa phụ tộc nhân đó sẽ là thiên hạ vô địch rồi. <laughs> không dùng cửu đỉnh cũng được, ta cũng có một món vũ bảo khác đấy. Diệp Húc thu hồi cửu đỉnh, luồng uy năng làm cho người ta kiếp sợ kia lập tức tán đi, cười tùm tìm tế khởi gì là thiên địa tháp. Qua phụ mão thở phào nhẹ nhõm, chân phải đột nhiên rậm xuống. Tiệp Phúc chỉ cảm thấy mặt đất trùng lên dữ dội, chấn cho hắn bay lên cao. Trong lòng cả kinh, lập tức biết là không ổn rồi. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, bên tai của hắn dường như truyền đến một tiếng sấm. Chỉ thêm một nắm đấm thật lớn đập cho không gian trước mặt hắn vỡ nát như ngọc lưu ly, gào thét mà đập tới. Nắm đấm này gần như to bằng thân thể của hắn đấy. Lão đệ thế này mới đúng. Đàn ông so đấu, đền thông quan một quyền một cước như vậy, tư quyền đến thịt da của chúng ta như vậy mới cảm giác được. Khoa phụ mão cười to, bị Diệp Phúc áp chế hồi lâu, rốt cuộc có thể dùng quyền dùng cước, đắc ý giặt giả mà nói. Nếu cậu không chống đỡ được, nhớ nói rõ một tiếng nhá. Vạn pháp trì thủ. Diệp Phúc quát lớn một tiếng, thân hình rung lên, lập tức một đám móng vuốt dị thú từ sau đầu hắn thỏ ra, bắt lấy gì là thiền địa tháp, thúc giục tòa bảo tháp này, ngành lấy nắm tay của khoa phụ mão. Khí lãng cuồn cuộn, bản pháp đại thủ của Diệp Húc dầm một tiếng vỡ ra, cũng là bị lực phản kích cực lớn chấn vỡ. Luồng lực lượng phản kích này chân cho khí huyết của hắn lưu động, không tự chủ được bay ra ngoài hơn một dặm. Khoa phụ mão quá mạnh, đánh cho hắn cùng cả bảo vật bay đi. Diệp Húc vừa ổn định thân hình, đã thấy khoa phụ mão hơi rừng rừng, nắm đấm của mình lại, lập tức thu về, xoay người nhảy đi như bay, cào giọng nói. Này lão đệ, ngày khác chúng ta đã đánh bột hồi, hôm nay hết hứng rồi. Diệp Phúc từ từ phun trong một khẩu trọc khí, trong lòng kinh ngạc vạn vân. Với tính cách hiếu chiến của hữu tài huynh, sao lại chỉ thi triển một chiêu liền rời đi? Chẳng lẽ hôm nay hắn ta thật sự không có hứng? Tính tình của khoa phụ tộc thật là quái dị. Trong phòng bệnh, khoa phụ minh nguyệt nhấc một thùng sắt thật lớn lên, từng chậu dược tay, hồng hương được đổ vào trong thùng ấy, lập tức bắt lấy mấy tiểu hỏa tinh đặt ở dưới dược thùng. Trong dược thùng, khoa phụ mão nhô đầu ra, lại nhảy nói, Minh Nguyệt tỷ à, Điều từ này dùng vụ bảo đẻ ta, quá tổn hại ta rồi. Ta vốn không muốn nghĩ tới, tòa quái tháp của cậu ta kia lại cứng rắn tính như vậy, nặng đến như vậy đấy. Tay gãy rồi thì đừng nói nữa. Tại vụ y trừng mắt một cái của trách nói, ta là gãy tay cũng không phải đứt cổ họng nha. Hoa phụ bảo còn định nói gì? Một cái chậu gỗ chụp lên đầu của hắn. Hoa phụ minh nguyệt giơ tay ấn lên trên chậu gỗ, ấn cả người hắn xuống trong dở thang. Ba ngày ba đêm sau, khi diệp húc nhìn thấy khoa phụ mão hắn vốn tưởng vị đại hắn khồi ngô này tới tìm hắn đã để, để đánh một hồi nữa không ngờ tới khoa phụ mão cũng không hề nhắc tới cái chuyện này nữa mà giữ chặt lấy hắn thần thần bí bí nói lão đệ lão đệ đi cùng ta tới thiên yêu cung cầu hôn đi diệp húc chần chừ một lát do dự nói hữu tài huynh huynh xác định chúng ta là đi cầu hôn chứ không phải đi tìm cái chết đấy chứ khoa Phủ mão cũng giống diệp húc đều là vô sĩ tàm đàn cảnh cao hơn diệp phúc tầm bảy tám cái cảnh giới nhỏ luyện thành nguyên đan mà thôi thiện điều cung là nơi nào chứ? đó là một đại phái yêu tộc cùng cấp với hoàng tuyền ma tông đã từng xuất hiện vu hoàng mà bảy vị công chúa thiện Yêu cung là những hòn ngọc quý truyền thay yêu chủ Thiền Yêu cung sao lại có thể dễ dàng cho hòn ngọc quý truyền tay dễ dàng lấy chồng được? mặc dù hòn ngọc quý có phải lập gia đình thì chắc chắn sẽ gả vào hào kiệt đương thời nhân vật xuất sắc nhất mà nhân vật như vậy chắc chắn cùng loại với cao thủ nổi tiếng của tổng chủ nhất mạch Hoàng Tuyền Ma Tông, tỉ như Vinh Lâm, Đặng Quyền Giác và Hầu Nhân Vực. Chỉ có người như vậy mới có thể xứng đôi với bảy phiền bình châu của thiên yêu cung. Tu vi của khoa phụ mão tuy không kém, nhưng so với cao thủ tam thần cảnh trẻ tuổi như Vinh Lâm thì còn cách một khoảng quá xa. Bởi vậy, Diệp Phúc cũng thấy được khoa phụ mão không hề có chút lợi thế nào hết. Khoa phụ mão lại nhại nói, tam công chúa và ta là bạn từ thuở ấu thơ, lưỡng tình tường duyệt, quan trọng là lại có một vị công chúa xuất giá rồi. Nghe nói lão nhạc phụ của ta kia, yêu chủ thiện yêu cung, mời quần hào vì nàng ấy lựa chọn vị hôn phu. Lão nhạc phụ kia của ta cũng không nói là vị công chúa nào sẽ xuất giá. Diệp Phúc hiểu rõ, biết hắn ta lo lắng vị công chúa lựa chọn hôn phu chính là tam công chúa mà hắn ta ngưỡng mộ, bởi vậy mới lỗ mãng tính toán đến thiệu yêu cung cầu hôn. Tuy nói vậy, nhưng tù vi và thực lực của khỏa phụ mão vẫn là một hạn chế rất lớn Lần này thiên yêu cung tuyển phỏ mã, chắc chắn nhân tài xuất hiện lớp lớp, tài tuấn tập hợp. Loại thiên tài như Úc Khánh Sơn, thậm chí cường giả tam dường cảnh, tam thần cảnh trẻ tuổi cũng sẽ không ngồi yên. Phỏ mã thiên yêu cung có nghĩa là tài phú vô tận, thiên yêu cung chủ ủng hộ, rất khó có người sẽ không động tâm. Hy vọng của khoa phụ mão thật sự rất xa vời.